Nóng, Thủ tướng phê bình gay gắt 6 chủ tịch tỉnh, thành về luật đất đai, Đắk Nông khởi tố loạt vụ án tham nhũng. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị thân mến, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa phê bình nghiêm khắc 6 chủ tịch tỉnh, thành phố do chậm trễ trong việc ban hành và thi hành luật đất đai. Đừng để trên nóng dưới lạnh, như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói khi đề cập đến tình trạng chậm chuyển biến ở các cấp cơ sở trong công tác xây dựng đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trên nóng dưới lạnh giờ đây vẫn mang tính rất thời sự trong bối cảnh điều hành các chính sách hiện tại. Mới đây, Đắk Nông đã tiến hành khởi tố 4 vụ án tham nhũng. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện và khởi tố 4 vụ với 7 bị can về tội tham nhũng chức vụ. Ngày 24 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có thông báo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2024, trong đó có nội dung liên quan đến công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Theo đó, trong tháng 9, toàn ngành thanh tra đã thực hiện 41 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 21 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị xử lý số tiền gần 1,2 tỷ đồng còn lại. Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn còn thực hiện 59 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ban hành 19 kết luận thanh tra. Báo cáo kết quả kiểm tra cho thấy đã phát hiện sai phạm kinh tế với số tiền 1,3 tỷ đồng và ban hành 77 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, trong 9 tháng vừa qua, tội phạm về trật tự an toàn xã hội đã được kiềm chế, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2023, không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện và khởi tố 4 vụ, 7 bị can về tội tham nhũng chức vụ, 49 vụ, 94 bị can về tội kinh tế, 9 vụ, 12 bị can về tội môi trường và 151 vụ về tội ma túy. Gần đây, kỷ luật Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã được thực hiện. Cụ thể, ông Phạm Văn Lương, tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Tuyên Quang, nguyên là Phó Bí thư huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, bị thi hành kỷ luật. Tại kỳ họp thứ 58 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và kỳ họp của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang đã thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nông Minh Hiền, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang, đảng viên Nông Minh Hiền đã vi phạm bằng việc cố tình ký không đúng thẩm quyền 46 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả, cấp cho một số người dân ở xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù. Căn cứ vào quy định của Đảng, Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên Nông Minh Hiền vào ngày 22 tháng 10 năm 2024. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã họp và xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Lương, tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, nguyên là Phó Bí thư huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương. Trong thời gian giữ chức Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, ông Phạm Văn Lương đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân của các vi phạm, căn cứ vào quy định của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Văn Lương, đồng thời thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền cho thôi không tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân. Liên quan đến kỷ luật cán bộ, ngày 23 tháng 10, Văn phòng tỉnh ủy Phú Yên cũng đã ban hành thông báo số 1094 về kết quả thi hành kỷ luật đảng viên đối với ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Theo thông báo, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa 17 đã họp và xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Võ Đình Tiến bằng hình thức cảnh cáo. Cụ thể, trong thời gian giữ các chức vụ như Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa, nay là thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, ông Võ Đình Tiến đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Võ Đình Tiến chịu trách nhiệm trực tiếp, ký một số quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật, nhận hối lộ 2 tỷ đồng và 2 cây tùng trị giá 500 triệu đồng.
Vụ khay cơm giáo viên mầm non ở Bà Rịa, Vũng Tàu làm rõ trách nhiệm trước khi xét đơn nghỉ việc. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vừa có văn bản yêu cầu thực hiện kết luận thanh tra của Chánh thanh tra huyện về vụ việc tại trường mầm non Ánh Dương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức Nguyễn Tấn Bản ký văn bản yêu cầu bà Phan Thị Hán Huệ, hiệu trưởng nhà trường, căn cứ các thiếu sót, hạn chế đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra để làm kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật, gửi bản kiểm điểm về phòng nội vụ. Đồng thời, bà Huệ cũng phải xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị của Chánh thanh tra huyện, báo cáo các kết quả về huyện Châu Đức. Huyện Châu Đức cũng yêu cầu phòng nội vụ tham mưu trình tự, thủ tục để tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Phan Thị Hán Huệ vì để xảy ra những thiếu sót, hạn chế đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra. Trước khi công bố kết luận thanh tra, bà Phan Thị Hán Huệ đã gửi đơn xin nghỉ việc đến Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức. Lý do bà Huệ đưa ra là do áp lực quá nặng nề, sức khỏe không đảm bảo và phải tiếp tục điều trị bệnh. Bà Huệ cho biết bản thân không tư lợi, tuy nhiên trong công tác điều hành chưa chỉ đạo kịp thời trong vấn đề công khai các hoạt động để xảy ra thiếu đoàn kết nội bộ. Được biết, đơn của bà Huệ vẫn chưa được xem xét. Việc xem xét sẽ được thực hiện sau khi bà Huệ khắc phục hết các kiến nghị của đoàn thanh tra cũng như nhận hình thức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định. Trước đó, sau những lùm xùm liên quan đến bữa cơm trưa của giáo viên trường mầm non Ánh Dương có giá 30.000 đồng nhưng chỉ có 2 miếng trả, huyện Châu Đức đã có quyết định thanh tra toàn diện trường này. Sau thời gian thanh tra, đoàn thanh tra nêu ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác hoạt động của nhà trường như việc triển khai quy chế dân chủ, nội dung tăng thu nhập, thực hiện hợp đồng lao động, công khai tài chính. Chánh thanh tra huyện Châu Đức đã kiến nghị hiệu trưởng trường tổ chức xử lý, giải quyết các hạn chế, thiếu sót, trong đó yêu cầu hiệu trưởng công khai và hoàn trả lại số tiền hơn 18 triệu đồng cho giáo viên và người lao động đã đóng tiền ăn trưa từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, công khai và hoàn trả lại số tiền hơn 5 triệu đồng tiền ăn trưa hè năm 2023, thu hồi số tiền mà nhà trường đã trả dư ngày công cho một giáo viên trong quá trình đi học, đồng thời thực hiện xử lý, hoàn trả hơn 25 triệu đồng số tiền còn tồn trong thời gian hè năm 2023 theo đúng quy định. Thanh tra huyện Châu Đức cũng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện xử lý trách nhiệm đối với bà Phan Thị Hán Huệ với vai trò là hiệu trưởng trường và các cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót theo kết luận của thanh tra huyện. Người đàn ông chặn xe cấp cứu đang làm nhiệm vụ ở Tân Bình bị xử lý hành chính. Ngày 20 tháng 10, anh Trần Mạnh Khang, tài xế xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115, cho biết đêm 19 tháng 10, trong lúc lái xe cấp cứu đi làm nhiệm vụ trên đường thì bị người đàn ông chạy xe máy chặn đầu, cản trở lưu thông. Anh Khang cho biết lúc 23 giờ 32 phút đêm ngày 19 tháng 10, trung tâm nhận được tin có bệnh nhân bị tai nạn ở hương lộ B, Bình Tân cần đưa đi bệnh viện cấp cứu, anh Khang nhận nhiệm vụ lái xe cấp cứu đi đón bệnh nhân. Xe cấp cứu mở đèn ưu tiên chạy từ đường Lý Thường Kiệt, quận 10 đến nơi cần chở bệnh nhân. Khi xe đến giao lộ đường Lữ Gia, Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình thì bị người đàn ông đi xe máy chở theo một người lớn và trẻ em chặn đầu. Người đàn ông dừng lại, bước xuống xe, to tiếng với tài xế cứu thương và chỉ vào mặt mặc tài xế thách thức, mày có ngon thì tôn vô coi. Không biết lý do gì anh ta không nhường đường và chặn xe cấp cứu lại, trong khi đó nhiều xe chạy xung quanh đều nhường cả. Anh Khang chia sẻ sau khi lớn tiếng với tài xế, người đàn ông lên xe rời đi. Anh Khang vội vàng lái xe đến nơi, chở bệnh nhân đi cấp cứu. Liên quan đến vụ việc, ngày 20 tháng 10, bác sĩ Nguyễn Duy Long, giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 cho biết hiện chưa nhận được báo cáo về sự việc. Tuy nhiên, trung tâm sẽ làm rõ. Theo bác sĩ Long, việc nhân viên trung tâm cấp cứu đi cấp cứu cho người bệnh gặp cản trở hoặc thái độ không hợp tác của một số người không hề hiếm gặp. Trong trường hợp này khi ảnh hưởng đến thời gian cấp cứu của người bệnh, nhân viên sẽ liên hệ với công an địa phương để giải quyết và tiếp tục làm nhiệm vụ.